Tiếp tục trong chuyến đi hôm nay là cả đoàn mình sẽ đến chùa Thiền Viện nha mọi người. Thì mời mọi người cùng vào bên trong chùa ha. Đây thì giờ mình sẽ cùng với chị Nhã đi vào bên trong chùa. Đây, như là chùa Thiền Viện. Đây mình sẽ đi lên Thiền Viện Trúc Lâm. Đây chụp hình Thiền Viện Trúc Lâm. Mình sẽ vào bên trong. Hình như là 5 năm trước thì mình như có đi một lần ở đây nha mọi người. Đây mình thấy không khí rất là mát mẻ luôn mọi người. Nếu mà mọi người có dịp vào rồi trong Đà Lạt á, thì nên ghé Thiền Viện Trúc Lâm. Đây cảnh sắc rất là thiên nhiên, thấy rất là nhiều cây thông luôn. Mình đi khu bên nào trước ta? Khu bên này trước đi. Đây mình sẽ quay khung cảnh xung quanh ở trong thiền viện cho mọi người xem ha. Sắc rất là đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn. Hoa cẩm tú cầu. Đây cảnh sắc phía sau thiền viện. Wow, bên này có nguyên cái vườn hoa luôn kìa. Đây có người nước ngoài rất là nhiều luôn á mọi người. Trước đi. Dạ chào mọi người nha. Đây là hồ Tĩnh Tâm nha mọi người. Hiện giờ thì mình đang đứng ở chỗ bờ hồ ha, mình đợi cái đoàn của mình đi xuống ha. Lâu lắm rồi mới có dịp đi ra Đà Lạt trở lại, và đây là Thiền Viện Trúc Lâm, phía sau mình là hồ Tĩnh Tâm.
Đây là khu bên dưới của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác.